Sam được Chúa thăm viếng và cháu sống một cái đời sống rất là tích cực và mình thấy đổi mới 100% luôn. Thấy Chúa có ban ơn cho Sam và thấy Sam để ý lo lắng từ ở trong việc ở trong nhà, rồi đến hội thánh cũng lo lắng, cũng để ý, chứ không phải như hồi xưa đi nhóm, chân thì ở trong hội thánh mà cái lòng á thì để ở đâu á. Cho nên mình thấy Chúa thăm viếng cháu mà ai cũng nhìn được thấy điều đó, mình cảm ơn Chúa. Vì như một sư đông rất là vui và thấy được khích lệ nhiều khi cháu được Chúa thăm viếng và cháu được Chúa dẫn dắt làm việc được Chúa cất nhắc. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Thì cháu vô được một tuần lễ và công việc thì mới đầu thì mình cũng xin cho cháu làm cũng gần gần nhà, đi khoảng 5-10 phút, cái chỗ nào cũng được nhỏ nhỏ. Nhưng mà cảm ơn Chúa là cái chỗ việc làm mà Sam được nhận nó lại xa, đi khoảng 18 phút đến 20 phút đi. Và nơi này thì Sam vừa vô là Sam thấy thích và gắn kết. Và mình cũng làm chứng là Chúa cho một cô bạn mà làm trước Sam á, đồng nghiệp á, thì hồi xưa hai đứa học ở chung trường trung học, rồi bây giờ gặp nhau, cô nàng nhận ra Sam và cô nàng là con của mục sư và trưởng ban thờ phượng. Cho nên là mình thấy cái môi trường Chúa cho Sam rất là tốt và cổ giúp đỡ Sam trong công việc nhiều lắm. Và tuần rồi thì cách đây vài ngày thì ông sếp ông đưa cho Sam cái chìa khóa vô cửa. Cái chìa khóa nó phải đi lên tới cái văn phòng của an sinh xã hội đó. Tại cái building đó nó thuộc của cái chính phủ, cho nên ai ra vô thì phải đi cách đó chắc khoảng nửa mai để đi lấy cái thẻ vô. Thì Sam cảm thấy mình được giống như là được tin tưởng, cho nên cô nàng rất là tự tin. Tại vì có hai đứa vô làm trước Sam nhưng mà vẫn chưa có cái thẻ vô cái tòa nhà đó. Mỗi lần hai đứa nó tới thì nó phải đứng ngoài cửa, nó đợi sếp tới hoặc ai tới mở cửa thì nó mới được vào. Cho nên Sam rất là vui thấy mình được tin tưởng, thấy mình tự tin hơn, chứ không có mặc cảm là đi lớn tuổi qua hơn tụi nó rồi đi làm trễ. Nhưng mà cảm ơn Chúa, qua những điều nhỏ đó mình thấy Chúa có cân nhắc. Và mấy ngày nay đi về làm về thì cứ lo lắng là bắt đầu giữa tháng 8 á, thì cái cô bạn đó 9 giờ cổ mới vô. Rồi xa một mình á, từ 7 rưỡi cho tới 9 giờ là cái giờ đó khách rất là đông, tại vì nhân viên văn phòng họ ăn sáng. Cho nên về cứ mam ơi con lo quá, từ đây tới còn 3 tuần nữa là con phải bơi một mình. Thì Diễm mới nói là có từ 7 rưỡi tới 9 giờ rồi con. Nói nhưng mà giờ đó đông lắm mam ơi. Cứ lo như vậy nó thôi, bây giờ cầu nguyện. Chúa đã đặt để con ở trong đây rồi, thì Chúa có quyền để giúp con vượt qua. Từ đây tới đó còn 3 tuần nữa mà. Con mới vô có 2-3 ngày mà con đã làm tốt rồi. Thì từ đây tới 3 tuần rồi con sẽ quen. Nhưng mà con lo quá, cứ nói chữ lo, xong cầu nguyện rồi khích lệ cháu bằng lời Chúa thì cháu hết lo. Nhưng mà qua ngày sao? Mam, con lo quá, con phải bơi mình. Rồi Chúa cho một chuyện xảy ra mà mình thấy Chúa dạy và Chúa huấn luyện Sam một cách rất là lạ lùng. Ngày hôm qua thì vô chỗ làm, sắp sửa mở cửa thì cái cô bạn đồng nghiệp á, cổ bị xe đụng, bị tai nạn xe cổ. Thế là cổ phải gọi điện thoại cho ông sếp. Cổ khóc quá chừng, cái ông sếp nói Sam, vô coi tiệm nha, tôi phải chạy đi cứu bé này, coi nó bị cái gì mà nó khóc quá chừng. Thế là còn có một mình Sam thôi, với hai anh đầu bếp, ông sếp chạy mất tiêu. Thế là một mình chỉ từ 7 giờ rưỡi sáng cho tới gần 9 giờ thì ông sếp trở lại. Ông nói sorry, bữa nay nó không có vô làm được, bữa nay cô phải làm một mình, vừa quầy tính tiền ăn sáng, vừa quầy tính tiền nước, rồi vừa pha nước. Thì lúc đó Sam nói con không còn tâm trí đâu để lo.
khách đứng xếp hàng giờ đó, nhân viên người ta để người ta lấy nước cà phê và ăn sáng đó. Đứng xếp hàng ta mua một mình con cả một ngày hôm nay đó mà. Ủa mà sao con cũng làm được, con vừa làm con vừa cầu nguyện, con vừa làm cầu nguyện Amen. có một mình con. Ồ, mình thấy cảm ơn Hallelujah. Chúa. Bà chỉ hỏi con sao giờ con thấy con tự tin chưa? Dạ con thấy Hallelujah. Chúa làm lạ lắm, con làm cả ngày con giật mình, bữa nay con làm có mình à. Mà mình thấy Chúa không còn không còn cất cái sự lo lắng ở trong lòng Sam, cho nên hổm giờ cứ lo nghĩ ôi con có con từ từ 7 giờ 9 giờ con có mình con lo, bây giờ cả một ngày Sam làm có mình à. Mọi người thấy Chúa có chương trình lạ lùng và Chúa huấn luyện Sam chỉ trong một ngày là bay mất Amen. hết sự lo lắng. Amen. Cảm ơn Sáng Chúa. thì Diễm đưa đi hỏi sao con còn lo không, con hết lo rồi, con không Hallelujah. ngờ con làm được mà con Cảm ơn Chúa. cầu nguyện hay ghê, mà đúng là mình cầu nguyện hay ghê. Amen. Chúa đưa những người khách dễ tới không có Hallelujah. Cảm ơn Chúa. rồi con trải qua một ngày rất là mệt, đi làm về mệt có mình à, nhưng mà vui lắm tại vì tự tin rồi, hết hết sợ hãi lo lắng rồi. Nên Diễm cũng làm chứng để mọi người thấy Chúa rất là tuyệt vời. Chúa Amen. nghe Cảm lời ơn cầu Chúa. xin này hả, ăn cơm cầu nguyện rất là lâu, Amen. Cảm ơn rồi Chúa. lên xe mỗi lần lên xe là cầu nguyện rất là dài. Mình thấy Chúa bắt đầu kết nối lại và Chúa cho cháu có một cái mối quan hệ với Chúa thật là mật thiết và riêng tư là cá nhân á, Amen. điều mà Diễm đang mong ước. Thì bây giờ cảm thấy Chúa đang làm hình thành trên đời sống của cháu và thấy Chúa có chăm sóc và dẫn dắt cháu mỗi mỗi ngày. Amen. Cảm ơn Chúa về lời làm chứng sống động của Diễm, và tôi rất là vui về điều này. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện cùng với cô Diễm, cảm ơn Chúa về điều này và mong tất cả các những người con của chúng ta cũng được có đời sống gặp gỡ Chúa một cách mật thiết như vậy, theo cách mà Chúa cho các cháu được gặp Chúa, để cho trở nên những câu chuyện thật là tuyệt vời. Cảm ơn Chúa về điều này. Xin mời cô Diễm dâng lời cầu nguyện với chúng ta. Và khi mà Sam á bắt đầu có những hồi lúc bắt đầu lớn một tí rồi, có những cái cá tính và có những cái hành động mình thấy không có mềm mại yêu mến Chúa, là bắt đầu Diễm mùa xuân đông đã lo và cầu nguyện rồi. Như Yahoo thì mình thấy rõ ràng từ lúc bé tới lúc từ từ lớn là mình theo dõi cháu, mình thấy cháu rất mềm mại với Chúa. Nhưng mà Sam thì không, mình thấy bắt đầu có những cái lớn là bắt đầu cá tính nha, rồi đi nhóm không có, mình thấy không có bắt đầu yêu mến Chúa nha, rồi mình thấy có những lời nói cũng không có mềm mại, là bắt đầu Diễm mục sư đông đã lo cầu nguyện rồi. Cầu nguyện suốt mà càng cầu nguyện thì thấy càng ngày nó càng tệ, mình phải nói như vậy đó. Cầu nguyện xong mình thấy Chúa trả lời. Diễm nói lên điều này để khích lệ những người đang cầu nguyện cho con cái của mình, chứ không phải là sao nó mới đây đâu, từ nhỏ là cá tính mạnh mẽ rồi. Rồi cái nào thích thì nói thích, không thì nói không, mà đi nhà thờ không có vui, cũng không có yêu mến lời Chúa, bắt đầu làm lo rồi đó. Cho nên mình đừng bao giờ mình để cái chuyện nó quá lâu. Mình thấy mình là ba mẹ, mình thấy mình cảm nhận được cái sự thay đổi của con cái mình, không có mềm mại với lời Chúa, không có mềm mại với sự đi nhóm lại cũng như sự dạy dỗ trong gia đình, là bắt đầu mình phải cầu nguyện. Chứ không có đợi lúc mà mình thấy quá gọi là quá tệ rồi bắt đầu nói Chúa ơi cứu con không. Nhưng mà Diễm với một sư đông đã kêu cầu Chúa cho Sam rất 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 là lâu rồi, và cảm ơn Chúa hôm nay cháu 25 tuổi thì mình mới thấy cháu được Chúa đụng chạm. Amen. Cảm ơn Chúa. Cho nên nếu mà mình nản lòng á, đôi khi Diễm cũng nản chứ, Diễm nói Chúa ơi, hay là con nó ngoại lệ rồi Chúa, mà sao cầu nguyện không có thấy một cái điều gì hết, mà càng ngày thấy càng còn tệ hơn. Nhưng mà đúng thời điểm, giống như khi mình Chúa khi mà cầu nguyện á, thì Diễm thấy Chúa nói rằng chưa tới con, chắc chắn sẽ tới. Và mình cầu nguyện mình vẽ lên bức tranh thấy con cái mình được Chúa thăm viếng thế nào, trong khi đó nó vẫn chưa được thăm viếng, nhưng mà mình thấy cái điều đó trong sự cầu nguyện của mình. Amen. Thì ngày hôm nay những gì mình thấy trong mắt mình thì nó đang xảy ra.
Amen. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Cảm ơn Chúa. Dạ. Amen. Trước khi chúng cầu nguyện, con không biết trong phòng cầu nguyện có ai có nan đề hoặc có cái điều gì để chia sẻ thêm không ạ? Để mình hiệp lại mình cầu nguyện. Thu Hồng có điều gì không? Mỹ, chị Lượm, Mai Trinh. Dạ. Tức là con cái chúng ta được huấn luyện ở trong nhà của Chúa trong một thời gian dài. Chúng ta có thấy có điều gì cần cầu thêm, cầu thay thêm cho các con em của chúng ta. Thì chúng ta cứ nhắn tin vào dạ, và chia sẻ ha. Dạ, con xin cầu nguyện. Vâng ạ. Hallelujah, chúng con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, cảm ơn Chúa. Buổi sáng chúng con thức dậy thấy sự nhân từ của Chúa và kinh nghiệm được sự thành tín của Chúa trên cuộc đời của chúng con. Buổi sáng thức dậy, chúng con liền có cái cớ vui mừng để ngợi khen và cảm ơn Chúa. Vì chúng con vẫn còn sống động, vẫn còn hít thở, vẫn còn sinh hoạt. Chúng con thấy thật ơn Chúa ở trên đời sống của chúng con. Đó là cái cớ mà chúng con luôn luôn bám lấy Chúa. Và chúng con nói như David nói rằng, ngoài Chúa ra chúng con không còn một cái phước nào khác. Chúa ơi, và cái điều mà Ngài cần ở nơi người cầu nguyện là sự bền đổ và trung tín, không nản lòng, không bỏ cuộc. Bởi vì sự trả lời của Chúa luôn luôn đã có, chỉ là thời điểm của Chúa mà thôi. Và Đức Chúa Trời ơi, ai có thể dời đổi cái thời điểm của Ngài? Ai có thể thay đổi được cái tư tưởng của Ngài? Chúa ơi, chúng con chỉ biết trông cậy và chờ mong nơi Chúa để mỗi một ngày chúng con thấy Chúa có trả lời. Và có những nan đề chúng con cầu nguyện, chúng con cũng không thấy Chúa trả lời. Và chúng con cũng chưa thấy một cái điều gì sáng sủa. Nhưng mà chúng con biết rằng Chúa sẽ làm. Và chắc chắn Ngài sẽ làm. Bởi vì Ngài nhìn thấy tấm lòng của chúng con. Chúa nói rằng Ngài đếm những cái tấm lòng. Và Chúa nói rằng Chúa nhìn xem tấm lòng. Loài người xem bề ngoài, những sư ba nhìn thấy tấm lòng. Thì sáng nay Ngài nhìn thấy tấm lòng của bạn chị em chúng con trong phòng cầu nguyện. Và trong mỗi gia đình chúng con đều có những đứa cháu, đứa con, em và con cái chúng con. Và chúng con buổi sáng hôm nay dâng lên cho Chúa những con em trong gia đình của mình và trong hội thánh của Chúa. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện từ trong gia đình chúng con ra là Sam và Yahoo. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa đã thăm viếng Sam trong những ngày vừa qua. Và chúng con cầu nguyện tiếp tục, không phải đây chỉ là những cái điều Chúa thăm viếng rồi đâu lại vào đó. Chúng con không muốn điều đó trên cuộc đời của cháu. Con muốn Chúa tiếp tục làm, Chúa ơi, và cho chúng con luôn luôn nâng đỡ khích lệ cháu. Để luôn luôn giữ cái đức tin mình, giữ cái cuộc sống tích cực mình dựa nương trên lời của Chúa. Cảm ơn Chúa cho Sam có sự kết nối với Chúa và đọc lời Chúa mỗi ngày. Đó là cái sợi dây mà chắc chắn, cái mối liên hệ mà chắc chắn giữa cháu với Chúa. Con cầu nguyện tiếp tục để Chúa luôn luôn thăm viếng cuộc đời cháu. Mục đích là Chúa sử dụng đời cháu cho công việc nhà Chúa. Con cầu nguyện cho Yahoo nữa, Ngài ở cùng Yahoo. Không phải chỉ là tấm lòng yêu mến Chúa thôi, nhưng mà phải thể hiện ra bên ngoài luôn luôn gắn kết với Chúa, để qua đời sống của Sam nhiều bạn bè được Chúa thăm viếng, và qua đời sống của cháu làm điều gì cũng nhờ cái Chúa, để được Chúa sử dụng cuộc đời mình, tương lai của mình là những người hầu Chúa trong nhà của Ngài. Con cầu nguyện cho Victoria trong những ngày sắp sửa đi học, Ngài ở cùng gìn giữ được bình an và bảo vệ cháu trong nơi trường học, ở cùng cái trường này. Ngài sai thiên sứ Chúa gìn giữ bảo vệ trong ngoài trước sau, ban cho Vít có sự khôn ngoan học những cái chương trình tốt và được thầy cô và các bạn bè mình thương mến. Chúng con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện cho các cháu trong nhà, các em trong nhà, các cháu ở trong nhà bà nội. Chúa ơi, cho Quân, Phương, Kitty, Melody và Timothy, Christy cũng như David. Chúa ơi, con cầu nguyện để cho các cháu của chúng con yêu mến Chúa, cho các cháu được Chúa thăm viếng. Và những đứa nào mà thờ ơ quá thì Chúa mở mắt nó ra, sửa dạy chúng nó
để chúng nó đi trong con đường sự sống, Chúa ơi. Để kẻo linh hồn chúng nó đi vào cái con đường mà, Chúa ơi, không có hy vọng. Chúng con cầu nguyện để qua sự trung tín, qua sự bên độ của má con thì Chúa cứu các cháu trong nhà. Con cảm ơn Chúa vô cùng. Con cầu nguyện cho David và Peter. Con cảm ơn Chúa các cháu gắn kết với hội thánh của Chúa và rất là nghe lời cha mẹ. Nhưng mà khi tuổi lớn thì có những lúc các cháu cũng có những cái cá tính. Xin Chúa dùng cái cá tính này để, Chúa ơi, rèn luyện các cháu để các cháu trở nên những người yêu mến, kính sợ Chúa, vâng lời cha mẹ, thành trong trong cuộc đời này thôi mà còn thành trong trong nhà của Chúa nữa, là những người hầu việc Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng. Chúng con cầu nguyện cho em và cháu trong nhà của chấp sự Thiên Ân. Con cầu nguyện cho Phú và gia đình của Phú, hay hai vợ chồng còn rất là trẻ. Xin Chúa ban cho các em có sự khôn ngoan, có lời Chúa để dạy dỗ con cái của mình. Cầu nguyện cho bé Vi là con của chị Hai, cầu nguyện cho các cháu con của chị Tư, anh Ba, Chúa ơi, qua đời sống hầu việc Chúa của ông bà cũng như cậu của mình, thì các cháu được Chúa ngày sắm sẵn một tương lai yêu mến Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa, xin ngài gìn giữ các cháu luôn. Con cầu nguyện cho Mai Trinh, Chúa ơi, là một người mẹ cầu thai cho con mình là Hadi. Qua cái sự cầu thai này thì xin Chúa cất nhắc thương xót đời của Hadi, và Chúa nhắc nhở Hadi, Chúa ơi, để Hadi trở lại hầu việc Chúa, trở lại thờ phượng Chúa, và cho cháu gắn kết với một nhóm thanh niên yêu mến Chúa. Chúa ơi, tương lai của cháu chúng con dâng trong tay Chúa, và chúng con biết rằng tất cả những đứa trẻ mà chúng con nhắc tên và cầu nguyện thì tương lai của nó được Chúa ngài soi dẫn và đem về con đường yêu mến Chúa, để tương lai các cháu được Chúa bảo vệ và hầu việc Chúa theo những ước mơ của chúng con, cha mẹ, trong đó có anh Sơn và Mai Trinh. Con cầu nguyện cho gia đình chị Lượm, có cháu Mỹ Linh, Chúa ơi, và các cháu trong nhà nữa, Tri Thức nữa. Ngài gìn giữ các cháu ở dưới vùng quê xa thì cũng có những cái lợi của những người sống ở vùng quê, nhưng mà Chúa ơi, chúng con cũng cầu nguyện gìn giữ cháu, mặc dù không có tiếp xúc với những cái điều ham mê thế gian giống như ở thành phố, nhưng mà Chúa ơi, nó cũng ngày hôm nay nó cũng len lỏi vào những vùng quê để làm cho những đứa trẻ ham mê những cái trò game, những cái không có đẹp lòng Chúa, thì xin Chúa gìn giữ gia đình này. Chúa ơi, gia đình này đã dâng con của mình cho Chúa để chúng nó hầu việc Chúa theo cái nguyện vọng của chị Lượm và anh Tâm, thì con cầu nguyện chúc phước cho hai cháu, cho hai cháu học giỏi, vâng lời cha mẹ, yêu mến Chúa và được ơn trước mặt bạn bè của thầy cô. Và con cầu nguyện để cuộc đời hai cháu được Chúa sử dụng trong nhà của Chúa. Con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện cho cô Cathy Mai, cô có các cháu trong nhà. Hiện giờ cô có 6 cháu con của Bình, đứa trẻ mới sanh ra nữa. Con cầu nguyện cho Tuyến để, Chúa ơi, giấy tờ mau được qua, để gia đình được sum họp. Và Chúa ơi, ngài để ý và chăm sóc gia đình, để qua những lời cầu thai của cô thì các em, các cháu trong nhà thấy được ơn phước mà mẹ mình và sự bình an mẹ mình đang có đến từ Chúa Giêsu. Chúng con chỉ biết cầu nguyện để giao đãi gia đình này cho Chúa. Con cầu nguyện cho cháu Lily, Lucy và Maya. Cảm ơn Chúa các cháu được sự khôn ngoan và yêu mến bà của mình và học giỏi, và các cháu cũng siêng năng trong công việc làm nữa. Con cầu nguyện Chúa phước xin gìn giữ các cháu lớn lên mỗi ngày, và Chúa cho cơ hội để Lily có thể tiếp xúc được với những người bạn cơ đốc nhân ở trong trường, để các cháu có những người bạn tốt xung quanh mình. Con cầu nguyện cho Anthony và Cody nữa, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa, cháu các cháu rất là ngoan và học giỏi. Con cầu nguyện để những gì cô Mai ước ao, được thấy các cháu mình sống đạo đức, đi trong sự hiếu kính cha mẹ và yêu mến bà của mình. Và con cũng cầu nguyện để tương lai của các cháu nằm ở trong tay Chúa, để Chúa giữ gìn bảo vệ ba bình an. Con cầu nguyện cho các con của cô Phượng nữa. Cảm ơn Chúa, tuần rồi hai mẹ con có đi nhà thờ. Chúa ơi, xin Chúa nhắc nhở lại, khích lệ lại các cháu, để các cháu nhớ lại tình yêu ban đầu của mình đối với Chúa. Và dầu bận rộn học hành hoặc đi làm, thì xin Chúa cũng nhắc nhớ để các cháu nối kết lại cái mối quan hệ cá nhân của mình với Chúa, để gia đình cô là gia đình hầu việc Chúa được trọn vẹn trong mắt của Chúa. Con cầu nguyện cho
Hải và bé Quỳnh. Cảm ơn Chúa được thấy hai Quỳnh lớn lên trong nhà của Chúa, được thấy Quỳnh gắn kết với các nhóm thanh niên ở trong nhà thờ. Chúng con thấy cháu tự tin và chúng con rất vui mừng về điều đó. Cũng cầu nguyện cho Hải để họ trở về nhà của Chúa. Chúa ơi, Hải nhóm ở đâu bất kỳ thì hai mẹ con cũng gắn kết với Chúa, sống đúng theo lời Chúa, nương dựa trên lời Chúa, để hai mẹ con đi đâu cũng là một nguồn phước đem đến những người xung quanh. Và cho những ngày dọn nhà đi qua bên Texas, cũng Chúa chúc phước trên chương trình dọn nhà cũng như trong việc quan tâm đến chăm sóc con cái của Quỳnh Hoa nữa. Nguyện cho hai đứa con của Quỳnh Hoa cũng yêu mến Chúa, hầu việc Chúa với ban thanh niên. Con cũng cầu nguyện cho hai đứa con của Hải là Alison và Aiden. Chúa ơi, xin Chúa thương xót hai cháu. Xin Chúa cho hai cháu có sự tỉnh thức từ nơi Chúa. Chúa làm một điều gì đó chúng con không biết, nhưng mà xin Chúa giữ gìn cuộc đời hai cháu, đừng để chúng nó đi quá xa khỏi nhà Chúa. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để Chúa gìn giữ các cháu luôn. Con cũng nhớ đến Mỹ và Nhân là con của chị Đức mới vào nhà của Chúa. Hai cháu cũng có sự gắn kết với các anh chị trong nhà thờ. Con cũng tiếp tục để Chúa dẫn dắt hai cháu, Chúa ơi, để cho hai cháu có cái sự yêu mến những buổi đi nhà thờ. Và con chúc phúc cho gia đình này để họ gắn kết với nhà Chúa, được lớn lên, được dạy dỗ về lời Chúa, là một phần ở trong gia đình vườn nho, để họ mỗi ngày một khăng khít đi với Chúa. Con cầu nguyện chúc phúc cho việc học hành của chị và trong việc làm giấy tờ, làm thẻ xanh. Xin Chúa hướng dẫn và giúp đỡ anh chị để mỗi ngày anh chị lớn lên trong Chúa và được cái sự kết nối với anh Ron, để hai người, hai gia đình này cùng giống cái hoàn cảnh giống như nhau. Thì con cầu nguyện để cho chị Hạnh với chị Đức cũng có những cái sự chia sẻ để giúp đỡ nhau trong cuộc sống mới quen đi qua, mới qua Mỹ. Con cảm ơn Chúa vô cùng. Con cầu nguyện cho Vi và Huy nữa, Chúa ơi. Huy thì phải đi làm sau khi đi học, và đi làm ngày thứ bảy Chủ nhật nữa, và cũng có sự bắt bớ ở trong gia đình về việc tin Chúa. Con cầu nguyện để Chúa thương xót Huy. Con biết em có lòng kính sợ Chúa. Con cầu nguyện để Chúa giải vây cho em, để em có thể, Chúa ơi, được Chúa nhắc nhở để dành cái thời giờ để học Kinh Thánh cũng như đi thờ phượng Chúa vào ngày Chủ nhật. Con cầu nguyện để con giao em trong tay Chúa. Con cầu nguyện cho Vi nữa. Vi thì tranh thủ những ngày không có đi học, đi làm để kiếm tiền. Chúa ơi, con biết rằng đồng tiền thì quý đối với các em, nhưng mà xin Chúa cho các em ý thức được Chúa là quý hơn trên đời sống của mình. Con cầu nguyện cho các con của chị Nhiều. Con cầu nguyện cho các con của anh Hùng. Chúa ơi, những đứa đã tin nhận Chúa, đã cúi đầu để cầu nguyện tuyên xưng đức tin. Con biết các em chưa có ý thức được Chúa Giêsu cũng như sự cứu rỗi của Ngài. Con xin Chúa Ngài làm cho cái hạt giống này, Chúa ơi, vẫn nằm ở trong lòng các em, để đến thời điểm Ngài cho nó nảy mầm, để các em quay lại thờ phượng Chúa và biết rằng mình cũng đã từng cầu nguyện để mời Chúa Giêsu vào lòng. Xin Chúa thương xót dẫn dắt các em. Chúng con chỉ biết dâng lên những điều này cho Chúa, và chúng con biết rằng Ngài sẽ làm những việc mà chúng con cầu xin và ngoài cái sự suy tưởng của chúng con nữa, và Chúa chắc sẽ làm. Chúa ơi, chúng con cũng nhớ đến anh của Vi ở bên Việt Nam. Chúa ơi, chúng con giao Tuấn cho Chúa. Và Chúa ơi, bởi sự cưu mang của cô Thủy khi cô còn sống, thì giờ đây tới việc Vi cưu mang và gánh vác công việc này, chúng con cùng nhau gánh vác và chia sẻ với Vi gánh nặng này. Và chúng con không muốn linh hồn của Tuấn, Chúa ơi, bị hư mất. Con cầu nguyện để Chúa cứu Tuấn và Chúa đem Tuấn trở về nhà của Ngài. Chúa ơi, xin Chúa thương xót. Và chúng con chờ đợi kết quả, và chúng con cưu mang cầu nguyện để Ngài làm ơn trên đời sống của cháu, để Tuấn có thể gặp được mẹ mình ở trên thiên đàng. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện điều đó. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng vì Ngài nghe lời cầu xin của chúng con. Từ sáng nay, con cầu nguyện cho các con của Kim Ngân nữa, là chị của Quỳnh Hoa. Con nguyện cho Quỳnh Nhi, con nguyện Mai Ca, Michael. Con cầu nguyện cho các con của Sylvia là Jacob và Joshua. Chúa ơi, chúng con thấy cái sự thay đổi của cháu, và chúng con tiếp tục cầu nguyện Chúa gánh cái gánh nặng này cho gia đình, Chúa ơi, để mỗi một ngày Joshua được Chúa dạy dỗ, được Chúa chữa lành, để trở lại như một đứa trẻ bình thường, để gia đình có cớ lớn
để ngợi khen Chúa và tiếp tục hầu việc Chúa. Amen. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con cầu nguyện cho các thành viên trong hội thánh chúng con, để dân sự của Chúa yêu mến lời của Chúa, để tối hôm nay có cái buổi kinh học kinh thánh. Chúa ơi, nếu chúng con muốn yêu mến Chúa hơn thì chúng con phải hiểu về Chúa. Và nếu chúng con muốn hiểu, muốn biết về Chúa thì chúng con phải học lời Ngài. Bởi vì lời Chúa là Chúa. Vì chúng con muốn Chúa ngự ở trong lòng mình thì chúng con phải có lời của Chúa ở trong lòng mình nữa. Xin Chúa cho chúng con trang bị lời Chúa mỗi ngày, yêu mến Chúa. Để Chúa ơi, lời Chúa sống trong chúng con, để chúng con sống cho Chúa có kết quả hơn. Để chúng con có lời để chúng con có thể chia sẻ cho người khác nữa. Con cũng nhớ đến chị Nga. Cô Nga là người mới tin Chúa. Con cầu nguyện chúc phước cho cô trong công việc làm, và nhất là trí nhớ của cô, để cô biết rằng mỗi ngày thứ năm là ngày nghỉ ngơi của mình, để tìm kiếm Chúa và học lời của Chúa, để cô được vững vàng. Chúa ơi, có những điều gì mà cô chưa thông hiểu thì xin Chúa dạy dỗ cô. Và Chúa ơi, con cầu nguyện để cô trung tín thờ phượng Chúa, để qua cái sự trung tín đó Ngài ban phước cho mối quan hệ giữa bà và cháu, giữa mẹ và con, giữa mẹ chồng và con dâu. Chúa ơi, cũng như những người trong gia đình, con chúc phước cho hai cháu của cô Nga nữa, để khi mà hai cháu về Việt Nam khỏe mạnh, từ Việt Nam trở về khỏe mạnh và quen với Múi Giờ, thì hai cháu có thể đi đến trong nhà thờ để học các lớp thiếu nhi. Amen. Và cũng dẫn bạn mình đến để được cầu nguyện, để được chữa lành nữa. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng. Chúa ơi, chúng con dâng các cháu lên trong bàn tay yêu thương của Chúa. Xin Chúa tẩy trị, xin Chúa làm ơn, và xin Chúa dẫn dắt cuộc đời của các cháu mỗi ngày hơn, để chúng con thấy rằng những lời cầu nguyện chúng con có sự hy vọng, và thấy Chúa thăm viếng từng đứa một ở trong hội thánh. Chúa ơi, và cho nhất là những bậc phụ huynh có sự kiên nhẫn, có cái sự mềm mại để cầu thay cho con của mình, để yêu thương con của mình, để thông cảm, để lắng nghe, để đồng hành với chúng nó trong cái sự trong những cái thời gian khó khăn trong công việc làm cũng như trong trường học. Con cũng nhớ đến ba con của Điền nữa, nhất là lúc Chúa ơi, Ngài thăm viếng chữa lành cho cháu mỗi một ngày. Ngài chữa lành cho ba cháu thế nào thì Ngài cũng chữa lành cho cháu thể đó. Để chúng con thấy rằng qua tấm lòng của Điền và Ngọc, chúng con thấy các cháu được chữa lành và thăm viếng, tiếp tục trở lại hầu việc Chúa trong sự thờ phượng Chúa. Con cũng cầu nguyện cho hai con của một sư hội nữa. Chúa ơi, cảm ơn Chúa là hai cháu, Chúa ơi, được dạy dỗ trong cái một gia đình yêu mến Chúa, hầu việc Chúa. Thì con cũng cầu nguyện để hai cháu cũng được Chúa thăm viếng, để gắn bó với Chúa và hầu việc Chúa giống như cha mẹ của mình vậy. Amen. Con cảm ơn Chúa vô cùng. Chúa ơi, chúng con dâng các con, các cháu chúng con lên trong bàn tay yêu thương của Chúa. Ngài là đấng biết hết, Ngài đáng hiểu nói hơn chúng con. Thì xin Chúa Ngài gìn giữ, bảo vệ, ngăn chặn hết những cái rình rập nguy hiểm, những cái nguy cơ xung quanh chúng nó, gìn giữ chúng nó trên đường đi, lái xe, gìn giữ chúng nó trong các mối quan hệ ngoài xã hội, gìn giữ chúng nó giống như ông Gióp, ông nói rằng ông dâng của lễ, ông cầu xin Chúa mỗi ngày cho các con của mình, e chúng nó lầm lạc và phạm tội chăng. Chúng con không thể quản chúng nó được, chúng con không thể nào kiểm soát chúng nó được. Vì vậy chúng con xin giao cho Chúa, vì đấng kiểm soát và đấng chăm sóc giữ gìn chúng nó. Chúa ơi, để chúng con được bình an hầu việc Chúa, và biết rằng hậu tự của chúng con sẽ được Chúa Ngài chúc phước, bởi vì Chúa nói rằng Chúa sẽ làm ơn ngàn đời cho những người kính sợ Chúa. Vì vậy đời chúng con kính sợ Chúa thì đời các con của chúng con cũng kính sợ Chúa, và tiếp nối từ thế hệ này qua thế hệ kia là những người được trồng ở trong nhà Chúa để sanh hoa kết trái cho nhà của Chúa. Chúa ơi, xin cho các con chúng con có lời của Chúa để tránh được mọi sự cám dỗ, và cho chúng nó luôn luôn cắm rễ mình ở nơi dòng nước của Chúa, giống như cái cây đâm rễ theo dòng nước, và nó sẽ ra trái không dứt, gặp những lúc hạn hán khô cằn thì Chúa ơi, cuộc đời chúng nó vẫn tươi vui bởi vì có Chúa ở cùng. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng. Chúng con giao phó từng gia đình một, từng con cái chúng con lên trong bàn tay yêu thương tẩy trị của Chúa. Chúa ơi, để Ngài gìn giữ, để Ngài ban ơn, để Ngài chăm sóc chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa hết lòng, ngợi khen Chúa, biết ơn Chúa và thành kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Vọng Canh, chúng ta đã cầu nguyện cho tất cả những đứa trẻ, những đứa con khi được nhắc tên ở đây. Có khi chúng ta
quên đứa nào đó, nhưng mà Chúa không quên đâu quý vị. Ở trong cái sự cầu nguyện thì chúng ta có thể nhớ được đứa nào chúng ta kêu, nhưng mà có những đứa chúng ta bị sót lại, nhưng Đức Chúa Trời sẽ làm cho những cái đứa mà chúng ta không có kêu tên nó, nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn nhớ tới, và chắc chắn là chúng ta cũng không có quên đứa nào đâu. Và cảm ơn Chúa vì Chúa là đấng thành tín. Bây giờ thì có một cái tin vui để cho chúng ta được khích lệ ở trong cái sự cầu nguyện đó. Thì hôm qua chị Anne Marie đã gọi điện cho tôi, và giọng nói của chị nó sáng lắm, nó vui lắm. Lần đầu tiên mà tôi nghe sau nhiều tháng cầu nguyện thì chị đã trải qua được để coi 6 lần chemo. Sau khi đã trải qua 6 lần chemo thì chị đã trải qua những cái đợt xạ trị, và bây giờ thì chị khỏe trở lại rồi, cảm ơn Chúa. Hôm qua thì chị nói rằng chị cũng có gọi điện cho bà nội Hallelujah để mà liên lạc, để cảm ơn bà nội và tất cả, mà có khi bà nội Hallelujah là không có bị score, không có nhận được á, thì ra tôi cũng đã thay mặt tôi cũng nhận giùm, và tôi nói rằng có khi tôi gọi thì bà nội cũng bị mà không có nhấc máy, cho nên chị cũng yên tâm. Thì chị rất là vui quý vị. Thì đây là cái kết quả của cái sự cầu nguyện mà chúng ta công bố, và chị nói rằng chị bây giờ thì chị cũng cho biết rằng đó, khi sau khi mà chị phát hiện ra cách đây gần 10 năm, hơn 10 năm về ung thư ngực đó, thì bác sĩ đã cắt đi ngực của chị, và họ đặt cái những cái túi silicon vào. Nói như vậy quý vị hiểu rồi. Thì bây giờ đó thì chị khám phá ra rằng nó bị leak, cho nên là bác sĩ đề nghị chị phải vô trở lại để mà họ thay cái khác cho chị, để mà là phụ nữ mà, cho nên là chị cũng có những cái đó. Và tôi hỏi rằng có thể mình không không có được không, hay là bắt buộc phải có, thì chị nói rằng bởi vì đã được đặt một lần rồi, bây giờ họ lấy ra thì ở trong đó nó có những cái gì đó, chị nói thì tôi không có hiểu lắm, nhưng mà đại khái là phải có lại để nó không, nó bù lại những cái gì mất ở trong đó, tôi không hiểu được. Nhưng mà đại khái là chị nhờ chúng ta cầu nguyện cho cái tình hình sức khỏe của chị. Thì thật sự mà tôi nói ra ở đây á là không có gì để lo hết trơn á, bởi vì chị nói chuyện rõ ràng và lạc quan. Dạ, tôi dùng cái chữ lạc quan để quý vị hiểu rồi. Tôi vui lắm, tôi nói cảm ơn Chúa vì chị gọi cái cú điện thoại này thì không có giống như những cái lần khác, chị toàn là khóc không à. Nhưng mà cái người mà khỏe mạnh á, họ nói chuyện lưu loát, rõ ràng, mạch lạc và có cái sự lạc quan trong đó, chúng ta nhận biết điều đó. Cho nên giờ này chúng ta sẽ cùng với lại chấp sự thiên ân cảm tạ Chúa về điều đó. Xin chấp sự thiên ân nếu rảnh, nếu được thì cũng cầu nguyện đặc biệt cho anh Tịnh và chị Hồng. Tiếp tục công bố, tại hôm bữa chúng ta cũng có cầu nguyện cho anh chị. Thì chấp sự thiên ân nhớ đến anh Tịnh và chị Hồng, nhớ đến chị Phượng, đến chị Phượng, cô Phượng cũng vừa mới gia nhập Hội Thánh. Xin Đức Chúa Trời ban ơn và chữa lành cho cô. Cũng nhớ đến những đứa mà hồi sáng này tôi có đọc ở trong cái bản tin về sự chữa lành những bị tự kỷ đó quý vị. Thì chúng ta nhớ tới, và sáng nay cô Diễm cũng nhắc tên các con của chấp sự Hoàng Điền. Thì cái cậu bé tên là Luke, bằng tuổi Yahoo đó, thì dạo này cũng cũng đỡ hơn, và Điền cho biết rằng cháu cũng đã chịu ra ngồi gõ lên cây đàn rồi. Cảm ơn Chúa, có nghĩa là cháu đờn rất hay và cháu bỏ đàn lâu rồi, bây giờ cháu quay trở lại, cháu ngồi cháu đàn. Thì đó cũng là cái sự cầu nguyện bền bỉ của Vọng Canh chúng ta. Xin chúng ta cùng với chấp sự Thiên Ân dâng lời cầu nguyện cảm tạ Chúa về những cái thông tin chúng ta vừa mới nghe, và thêm lời cầu nguyện cho những anh chị em cần được cầu thay. Dạ, xin mời Thiên Ân cầu nguyện ạ. Dạ, mọi người hiệp ý với anh trong lời cầu nguyện. Lạy Cha, con đến với Ngài, con biết ơn Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời tốt lành cho ai, và Ngài là Chúa là đấng thành tín nên chúng con xin giúp cho chúng con trung tín với Ngài, bởi vì chúng con biết rằng lời hứa của Đức Chúa Trời ở trong Chúa Jesus Christ luôn luôn là được các thuận, luôn luôn có, không phải lúc có lúc không. Nên xin cho chúng con luôn luôn đừng ngưng tiến sinh về niềm hy vọng, không chỉ nơi chúng con có được ở trong Chúa Jesus Christ, vì đấng hứa với chúng con là thành tín. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã chữa lành chị Anne Marie qua những kết quả mà chúng con đã nghe trời, nên ngày giờ này chúng con cũng hướng về chị, và bởi đức tin của chúng con và hai cả đức tin của chị, và chúng con công bố sự sống của Chúa Jesus Christ tiếp tục tuôn đổ trên thân thể của chị từ đầu đến chân ngay giờ này trời, hồi phục và chữa lành hết tất cả mọi bệnh tật, mọi ngay giờ này chúng con công bố tất cả những bộ phận trong thân thể của chị bị bệnh tật hãy văn phục tiếng nói này, và
hãy đầu phục ngay giờ này trong danh Chúa Jesus Christ, cùng ngài chúng con công bố sự sống của ngài tuôn đổ ngay giờ này từ đầu đến chân, và mọi tế bào ung thư hay teo và có biến mất ngay giờ này trong danh Chúa Jesus Christ, quyền năng ở trong tử cung, ở trong máu, trong danh Chúa Jesus, chúng con công bố hệ thống máu của chị hay hoạt động và cung ứng những máu sạch và mạnh để mọi bệnh tật bị đẩy lùi ra khỏi thân thể và tiêu diệt hết tất cả mọi tế bào ung thư trong thân thể của chị ngay giờ này trong danh Chúa Jesus, quyền năng chúng con công bố hệ thống tương quan, hệ thống thần kinh của chị hoạt động mạnh mẽ 100%. Còn ngay giờ này thì Chúa ơi, xin ngài cũng cho mọi sự được hanh thông và vấn đề procedure để làm trên người của chị cho được hanh thông và cho sự phục hồi một cách nhanh chóng, không có bị trục trặc, không có bị sự khó khăn nào sau khi chị được lành. Cho chúng con cầu xin Chúa, nguyện danh Chúa được sáng qua câu chuyện của cuộc đời này. Cho chúng con biết Chúa là đấng thành thánh, và chúng con biết những gì ngài làm thì ngài sẽ làm cho trọn. Nên chúng con cầu xin sự chữa lành trọn vẹn được thể hiện trên thân thể của người chị em con là chị em Mary hoàn toàn 100%, và nguyện danh Chúa được sáng qua đời sống của chị, và chúng con cũng hướng về anh Tịnh và chị Hồng ngay giờ này trong danh Chúa Jesus quyền năng. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con đã nghe đầu gối của anh được tốt hơn, chân của anh không còn tay của anh đã đỡ hơn, nên ngay giờ này chúng con cũng công bố sự sống của ngài cũng tuôn đổ từ đầu đến chân của anh ngay giờ này. Mọi hình thức đau nhất và bệnh tật hãy rời ra khỏi thân thể của anh ngay giờ này trong danh Chúa Jesus quyền năng, bởi đức tin của chúng con. Và chúng con công bố rằng sự chữa lành thuộc về những người con trai, sự chữa lành và sự giải cứu thuộc về những người con, và anh Tịnh và chị Hồng là những người con của ngài, nên ngay giờ này trong danh Chúa Jesus quyền năng chúng con công bố sự chữa lành và mọi hình thức của bệnh tật hãy rời ra khỏi thân thể anh chị. Đầu gối dây chằng hãy được phục hồi 100% ngay giờ này. Chúng con cảm ơn Chúa vì nó đã lành và không còn đau nữa nhiều nữa, nên chúng con công bố sự chữa lành những phần còn lại hãy được hồi phục 100% trên đầu gối của anh, và tay của anh không còn nhức nhiều nữa, nên ngay giờ này những phần còn lại trong danh hãy được lành và được hồi phục để trời. Chúng con cảm ơn Chúa, và chúng con cũng hướng về chị Hậu ngay giờ này. Chúng con cũng công bố sự sống của Chúa cũng tuôn đổ trên từ đầu đến chân của chị, trên thân thể của chị ngay giờ này. Và chúng con công bố rằng mọi tế bào xấu hãy teo và biến mất ngay giờ này trong danh Chúa Jesus của năng. Mọi cái fibroid hãy teo và biến mất ngay giờ này trong danh Chúa Jesus của năng. Chúng con cảm Chúa vì chúng con biết rằng chị không có còn ra máu nữa, và chúng con biết rằng đó là cái dấu hiệu của sự chữa lành, nên chúng con cảm ơn Chúa cho điều này. Ngay giờ này chúng con biết rằng Chúa chúng con là thắng thành tín, và chúng con mong đợi rằng trong tương lai chị sẽ đi khám bác sĩ và chứng nhận những gì ngài đã hoàn tất của ngài đã làm trên đời sống của chị, để danh Chúa được sáng qua gia đình này trời. Và chúng con cũng hướng về hai đứa con của anh Điền và là lúc và thích ngay giờ này trong danh Chúa Jesus quyền năng. Chúng con công bố rằng mọi quyền lực và uy linh tạo lên ác trên kẻ thù ma quỷ sẽ tăng tấn công và áp chế trên đời sống và sức khỏe của lúc và thích ngay giờ này, hay rời ra khỏi đời sống hai người em này trời. Trong danh Chúa Jesus của ngàn trời, chúng con cầu xin ngài gửi người, gửi khải tượng và gửi dắt chiêm bao để đến để gieo lời sự sống của ngài, để cho hai em có đức tin để tin cậy vào Chúa để nhận sự chữa lành của ngài trời. Chúng con biết rằng ngài ban cho mỗi một chúng con sự tự do, quyền tự do để lựa chọn. Nếu chúng con muốn tự do thì chúng con phải tin, và chúng con phải trông cậy, và chúng con phải chạy đến nhờ cậy ngài, như những bao nhiêu câu chuyện khác trong Kinh Thánh mà chúng con thấy rằng để chúng con nhận được lời hứa của Chúa, chúng con phải tin và chúng con phải chạy đến. Nên ngay giờ này chúng con cầu xin Chúa làm điều này trên đời sống của các em, cho những lời của Chúa được gieo ra để cho các em có đức tin trời, để cho các em cũng tha thứ những người nào làm tổn thương sống của mình, những sự cay đắng, những sự buồn phiền nào xin hãy cắt ra khỏi tấm lòng của các em, bởi vì chúng con đây là cái mấu chốt để gây cho bệnh trầm cảm. Nên trong danh Chúa Jesus quyền năng, chúng con phóng thích cái sự tha thứ và sự cay đắng buồn phiền nào trên đời sống của các em, có thể làm cho các em bị trói buộc ngay giờ này hay được tự do và giải phóng ngay giờ này trong danh Chúa quyền năng. Chúng con công bố rằng chúng con tin rằng Chúa chúng con là đấng thành thánh, và con cái chúng con là những di sản về niềm tin của chúng con, sẽ không bị mai một cho ai. Nên ngay giờ này chúng con công bố điều này được áp dụng trên thân thể của, trên đời sống của hai đứa con của anh Điền và chị Ngọc là lúc và giết trời. Cũng biết rằng các con thánh, và chúng con cảm ơn Chúa vì ngài đã cho lúc được tiến triển tốt đẹp và sức khỏe được tốt hơn, và ngay giờ này cha chúng con tiếp tục cầu xin Chúa cho sự chữa lành tiếp tục được thể hiện một cách rõ ràng, một cách nhanh chóng cho
để em có thể trở lại hầu việc Chúa qua âm nhạc, qua những gì mà Chúa đã đặt thể trên đời sống của em cho em, bởi vì chúng con biết rằng Chúa chúng con là đấng tốt lành và Ngài luôn luôn thương xót và bảo vệ, nên chúng con cầu xin sự thương xót của Ngài cũng đến đụng chạm thân thể của em ngay giờ này trời. Chúng con biết rằng có những lúc không có đức tin thì Ngài cũng thương xót mọi người, nên chúng con cầu xin sự thương xót của Chúa được bày tỏ trên lúc hồi giết, giải phóng giải cứu em khỏi bệnh tật trầm cảm ngay giờ này. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con Chúa đụng chạm hết những người khác ở trên danh sách mà chúng con đã viết xuống trong phòng cầu nguyện này mà chúng con không nhớ đến. Chúng con cầu xin sự sống của Ngài tuôn đổ trên thân thể họ bởi đức tin của chúng con, để đức tin của họ và họ nhận được sự chữa lành một cách siêu nhiên. Chúng con cầu xin sự thương xót của Ngài được đụng chạm tới thân thể của họ nếu mà họ không biết vận dụng đức tin của họ ra sao. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn chấp sự Tiến Ân và Vọng Canh. Chúng ta đã có 120 phút tuyệt vời sáng hôm nay ở trong sự cầu nguyện, và chúng ta sẽ tạm dừng buổi cầu nguyện sáng hôm nay ở tại đây và hẹn gặp lại tất cả vào ngày mai. Xin kính chào Vọng Canh. Bye bye tất cả mọi người.